Rồi, mến chào các bạn. Rồi, bây giờ còn đây là cái mình sẽ vào tham quan cái phân xưởng của công ty Ngọc Cường ha. Cái gì mà nó đỏ đỏ nhiều quá vậy em? Cái này là thứ nhất là dàn phát cỏ bàn anh. À. Còn cái này là phát cỏ bàn, nó quay đĩa đó anh. Phát cỏ bàn hả? Dạ, còn cái này là cái dàn mà ép lúa. Cái phát cỏ bàn này xài cho con mấy cày? Cái này là phải 3.000 trở lên. 3.000 trở lên mới. Dạ, 3.000 mới kéo nổi. Cái đó nó nặng khoảng bao nhiêu ký anh? Cái này nó khoảng 180 đến 200 ký ạ. Sao mà nó to vậy mà nó nhẹ vậy? Tại vì bản thân tụi em á tạo gân chứ không phải là gì hết. À, tạo gân lên để cho nó chắc chắn thôi. Nó thứ nhất là nó không bị võng, cái thứ hai là cho nó nhìn cho nó vuông vắn vậy đó. Cái đường giao của nó là được một mét mấy à? Nó là đường giao cái này là nó được khoảng 1.4 m. 1.4 m. Dạ. Nó phát công suất dữ lắm ha. Dạ, hộp dạ. Sọ. Cái này là hộp sọ của công ty sản xuất luôn. Công ty sản xuất đẹp dữ ta. Dạ. À, như đây mình bán hộp sọ đó riêng luôn chứ? Dạ đúng rồi, bây giờ là nhu cầu, ai có nhu cầu là sẽ bán. À. Từ ngày hôm nay. Giờ, đúng rồi. Có nhu cầu cái hộp đó là mình sẽ bán. Dạ. À. Thì đây rồi này, anh lại đây anh xem là tụi em sản xuất. Chứ cái này mình sản xuất ra mình bỏ mối cho người ta em. Dạ cái này là em đã bán rồi, xong rồi em còn dư một cái thì để em cũng làm mẫu đây. Cái nhiều lúc người ta hỏi mình không có mẫu gì hết. Những đâu. Cái nắp này là của gì? Của cái dàn sới anh, dàn dàn sới đây nè. À, dàn sới đây. Dạ. Ủa giống cái của thằng Zonde vậy ta? Dạ nó cũng hao hao đó vậy đó anh. Dạ. Hình như đâu phải của Zonde đâu ta. Cũng nhưng mà công ty em sản xuất. À. Sơn theo màu đó thôi. Dạ. Đây là đó theo cái màu của khách yêu cầu mà. À, em làm theo khách yêu cầu. Cái kia là những gì? Linh kiện để lắp ráp này. À, linh kiện lắp ráp này. Dạ dạ. Đây cái quan trọng là anh đây là công ty là cái xe sới bánh xích nè. À. Cái máy sới bánh xích nè. À. Cái máy sới này mình tự chế hả? Dạ đúng rồi, cái này á là em mua động cơ này của Trung Quốc. À. Một số là của Việt Nam mình sản xuất. À. Công ty đang sản xuất luôn. À. Dạ. Có nghĩa là mình sản xuất được cái hộp số này luôn. Dạ đúng rồi. Rồi mình chế ra thành một chiếc máy. Đúng rồi, em công ty á là mua đầu tiên á là em mua cái động cơ. Ừ. Còn á mình cũng nói thì nói nhưng mình cũng dựa trên bản của người ta. À. Nhưng mà mình dựa trên á mình suy nghĩ rồi mình mới làm ra cái xe này. À. Như một chiếc này á em bán khoảng bao nhiêu tiền? Trong cái thời điểm hiện tại nếu mà khách hàng mua em hả 300 triệu chiếc này. 300 triệu chiếc này. Dạ. À. Gồm có một cái dàn ủi đầu và một dàn sới. À, một cái dàn ủi nữa. Dạ. À, cái dàn ủi đó trị giá khoảng bao nhiêu tiền em? Cái dàn ủi chắc cũng không bao nhiêu tiền anh. À, dàn ủi đó cũng không nhiều tiền lắm. Cái máy này là mình tự chế hết hả? Dạ đúng rồi, cái này là mình làm luôn tự hết. Tự gò luôn. Dạ, từ gò tụi em có khuôn ngoài này, lát nữa em mời anh ra anh xem. Đây, ưu điểm của cái này. Cái động cơ này là của Trung Quốc. Dạ động cơ này, còn động cái hộp số Trung này là mình làm. Dầu lắm nha. Dạ động cơ này là 120 ngựa đó anh. À, chạy lợi dầu lắm á. Dạ. Đây là anh thấy hộp số như xe máy cày. À, cái hộp số mình tự làm luôn hả? Dạ hộp số mình tự làm luôn. Bánh răng anh biết công ty em làm rồi thì cái này không phải là vấn đề đối với tụi em. Cái hộp số mình tự làm luôn. Dạ. À. Tụi em làm hết, coi như dàn chân dàn chiếc. Tụi em làm hết. Cái này thì mình sử dụng cái mà cái về cái phần chạy nó là cơ hay là dầu? Cơ anh. Cơ thì cơ, nó mới cơ. Bền được. Cơ. Anh. Dạ dạ dạ. À. Cơ rồi mà cái nguyên tắc lái nó lái sao? Lái như xe ô tô vậy á, lái thủy lực anh. À, bẻ qua bẻ lại. Dạ. Ồ. Đó, lái rất nhẹ nhàng. À. Như cái này thì đã có ai đặt hàng chưa? Có một người, hai người rồi anh. Hai người đặt rồi. Dạ, khoảng em 30 ngày em mới giao được. À. Nhưng mình cái này mình bán ra anh có bảo hành không? Có, em bảo hành 6 tháng. À 6 tháng hả? Dạ. À nó kéo cái dàn sới này mấy mét em? Dàn sới này 2.2 m anh. À 2.2 m. Dạ. Cái dao đồ này mình sản xuất không? Không, dao này là mình mua anh, dao mua. À. Dạ. Dao mua hả? Dạ, dao thì mình mua còn tất cả cái hộp sọ, hộp số là mình làm hết. À. Dạ. Hộp số mình làm hết. Sao mình không chế luôn con dao? Thực ra anh ơi, cái dao nó bây giờ tại vì mỗi xã hội bây giờ cũng phải mỗi người phân công mỗi việc anh. À. Chứ bây giờ mình làm hết rồi làm không có sức làm nổi. Cái này nó xài gì này? Cái này là hộp sên anh, sên. Dạ, bánh răng sên. À. Cái hộp sọ rất to anh, cái hộp sọ to lắm. Dạ, hộp sọ nè. À, có đèn Ngọc Cường đây. Dạ. Cái này làm mẫu anh? Cái này là em chạy demo. À chạy demo. Dạ đang chạy demo tất cả tỉnh thành. Khách nào có nhu cầu muốn chạy demo xin đăng ký, công ty sẽ đem xe xuống tận nơi chạy luôn. À.
quên đọc lại số điện thoại cho này. 0855 126 168 anh. À, cái máy này là từ kiếm đồ mình làm hết hay là kiếm mình làm hết anh, đồ mình làm hết ở đây. À, em có đầy đủ, một lát em mời anh xem từ đồ những đầu rô tin này tụi em đầy đủ hết. À, à làm chạy demo. Cái đó là tắt máy. Yeah. À, mẫu mã rồi nhìn cũng độc ha. Dạ, yeah, cái này cũng mà tụi em là nghiên cứu. Em dở cabo lên được không? Dạ được anh. Để anh coi thử coi cái tụi em cũng là làm cả gần cả năm trời á. À, mới ra nổi á. Anh vừa khóa đây nè. Wow. Đây là cái ưu điểm là của tụi em nè. À, cái ưu điểm á là cái bầu lọc để theo chiều dọc. À, là lúc mà hút bụi vô thì nó sẽ đi theo cái hướng này, nó chạy xuống đây, nó nằm ở dưới đây. Rất đây. Xong á, lúc mà anh xài một thời gian anh xả ra. À, dạ. Nó ưu điểm là ở chỗ đó. À, bụi nó xuống dưới. Mỗi nơi một cây ấy ha. Dạ. Cái động cơ này thì nó giống động cơ của gì anh? Cái này động cơ là gần như là xe máy cày của Trung Quốc đều xài động cơ này hết. À, dạ. À, anh coi thử coi có đồng hồ đồ đầy đủ hết anh. Đầy đủ anh đề vẫn được mà anh. À, dạ. Anh đề vẫn nổ bình thường mà. À, à. Anh muốn chạy em cho lính nó ra nó chạy thử cho. Đi. Được. Dạ. Mình ở đây là những cái trục của sói anh. Dạ, cái này là tụi em làm sẵn những cái trục này, khách hàng chỉ cần alo em trong vòng 2 tiếng đồng hồ là em có thể ráp một cái dàn sới hoàn chỉnh cho anh. À, dạ. Lúc nào tụi em cũng phải làm sẵn như vậy hết. Ở đây thí dụ dàn sới đồ bạc đạn mình sao, bạc đạn gì em? Bạc đạn em mua là bạc đạn của thằng Nhật anh. Đạn bít anh. Đạn em mua rằng cô vô. Có bơm mỡ không? Có anh. À, xài bơm mỡ hả? Dạ dạ. Em à, em mua là cô vô đó em làm. À, dạ, cô vô. Là hàng mình bảo hành đàng hoàng. Hàng dàn sới là em bảo hành 1 năm hết. À. Dạ. Đây cái hộp sọ em sản xuất đây anh. À, cái hộp này hộp gì em ơi? Cái này là vỏ hộp số. À, vỏ hộp số hả? Dạ, tụi em đang cái máy này mình xài cho gì? Đang gia công cái vỏ hộp số anh. Nó đang à, gia công cái hộp vỏ hộp số này. À, một cái máy to dữ ta. Dạ. Đây là cái này là nó đang làm, mà nó đang xê những cái mép bánh răng này anh. À, đây là nó xê những cái mép này, thí dụ như nó có những cái nó xê tròn á. À, để lúc mà nó nhập vô là cho nó hợp lý. Đây, cái này họ đặt em. Dạ đúng rồi, nó cái này bể xong cái người đây ta. Đây là thí dụ như anh xê tròn này nè. À, anh xê những cái mép này. Đấy là người ta bể xong người ta đặt mình gia công. Dạ đúng rồi. À, dạ. Đây người ta là... đấy thì tụi em làm đây hết đây. Đây là có những cái hộp sọ đây anh. Cái hộp sọ phát cỏ đây. À, cái hộp sọ này gì đây? Cái hộp sọ này là của cái vàng mà khoan đường nước anh. À, à, khoan đường nước. Dạ, cái hộp sọ khoan đường nước. Còn cái hộp sọ này á, là hộp sọ phát cỏ nằm. À, nằm. Còn này. Còn cái này là hộp sọ của cái vàng máy cuộn rơm. À, cuộn rơm. Dạ, máy cuộn rơm. Đủ kiểu thôi, cái này gì hết. Cái này là phụ tùng của cái dàn máy cuộn rơm Ấn Độ. À, cái chữ D Ấn Độ. À, còn đó, còn cái này là dàn sới nhỏ. À, mà bây giờ là chỉ làm để phục vụ cho một số khách hàng hồi xưa người ta mua của mình. À, chứ mình giờ không làm hộp sọ nhỏ nữa. À, chỉ làm để mà sơ cua, nếu mà khách hàng hư thì có để mà thay thế liền. Mình làm hộp sọ lớn. Dạ. Còn đây là cái hộp sọ mà phát cỏ đây. À, phát cỏ chục bâm á hả? Dạ dạ, phát cỏ chục bâm. À, đấy, chất lượng ha. Dạ dạ. Cực kỳ chất lượng, quá đẹp. Đấy, thí dụ như tụi em là làm những cái mặt bích rồi, anh thấy không tụi em làm. Đây là cái mặt bích, đây những cái mặt bích. Ồ, cái này gì vậy? Cái này là những cái hộp sọ của máy sới bánh xích. À, dạ, tụi em chế riêng. À, dạ, ngọc phượng luôn. Dạ. À, đây là những cái mặt bích tụi em làm để gia công á, những cái mặt bích đây. À, dạ. Sâu đuôi đồ đầy đủ á. Dạ, đây, đây đây đây, thấy không, tụi em làm đây là anh mệt đi đây luôn. À, à, đây đấy tụi em làm là anh thấy không, là rất là bài bản. Dạ.
trục mà tụi em là làm, thí dụ như cái trục của dân ma, trục của dân ma là dân ma điện, đây là tụi em làm hết từ nguyên một cái thép khối, rồi thép khối, dạ, đây là anh thấy nguyên một cục là thối rồi, đúng rồi, thép anh thấy không, nặng ha, dạ. Cái thép này cái tỷ trọng của thép luôn, thép mà làm anh răng lúc nào nó cũng bằng 1% thép bình thường, tỷ trọng của nó, cái giá thành của thép này nó cao hơn, dạ nó cao hơn, thí dụ như 50C thì khoảng 20.000, còn cái này khoảng 50.000, nó gấp đôi vậy đó, cái tỷ thép làm cái này nay giá thành nó phải 6-7 ngàn tỷ chứ, dạ đúng rồi, 6-7 ngàn tụi anh mua chứ còn em mua chắc có rẻ hơn, dạ dạ đúng rồi anh, đây là tất cả những cái này bánh răng tụi em gia công làm ra rồi, đấy tất cả những này là khách có nhu cầu khách đặt hết đó anh, dạ, khách đặt. Ủa, cái này gì em, cái đó là con dao để lăn răng, để lăn răng, dạ còn mấy này, dạ cái này là hồi nãy em có nói với anh đó là cái của cái cầu mà 2020 đó anh, đây là tụi em làm sản xuất cái bạc đạn nhào nè, bạc đạn nhào, bạc đạn nhào đó anh, cái trái nhào á, lát em mời anh qua anh kia đạn nhào là tụi em làm nguyên khối luôn, anh thấy không, tụi em gia công móc ra, nó móc từng cái chi tiết nữa, đó mời anh qua đây luôn, đây cái vàng phát cỏ đây, cái này gì em? Dạ những cái đồ của dàn sới á, tụi em sơn. Sơn. Dạ. Đây là cái vàng tụi em làm, đây là cái vàng này là vàng lên luống trồng khoai tây. Lên luống trồng khoai tây. Dạ lên luống trồng khoai tây. Lên luống trồng khoai tây cũng có luôn. Dạ em làm cái lên vàng lên luống trồng khoai tây hoa màu á. Biết rồi. Ai có nhu cầu gì thì em làm hết mà. Dạ. Lên luống trồng khoai tây cũng có luôn. Dạ. Hiện tại bây giờ họ đang trồng cái khoai mà khoai chụp. Em làm mà vừa rồi. Em ra vừa rồi em cũng là làm cái luống cho người ta làm trồng cái thanh la cây nha đam á anh. Nha đam. Dạ ở Bình Thuận. Dạ. Ở đây là những cái này để của vàng sới anh. Vàng sới. Rồi em làm sẵn hết tất cả là khách có nhu cầu là có liền, không phải chờ đợi. Dạ. Đầy đủ hết. Dạ. Đấy. Cây này là cái thanh cắt. Thanh cắt cái thước của cái máy gặt đập liên hợp á anh. Cái này là công ty em đang sản xuất, đây tụi em đang mài dao ở dưới đây nè. Ở đây là nó có con dao hả? Dạ đây. Em đang làm, em đang mài con dao đây. Dạ, lưỡi răng á anh. Lưỡi răng. Dạ. Tụi em ở đây là có máy hết tụi em làm. Đủ các máy móc ha. Dạ. Cái này là đang mài cái lưỡi dao của anh. Cái lưỡi dao cắt lúa đó. Ở Việt Nam không ai làm nổi đâu, chưa làm đâu. Dạ. Ở Việt Nam là chưa làm được cái con dao. Đúng rồi anh. Cái này bằng thép Đúng rồi anh, thép. Cái này là khỏi nói rồi. Thép nó như lưỡi lam vậy anh. Dạ đúng rồi, chính xác anh. Dạ. Đúng rồi. Đây là còn cái cùi dĩa cầu trước là anh của thằng. Đây nè, tụi em làm xong rồi em mạ nè. Em mạ cái này là mạ của thằng 7340 rồi 8340. 10.000 này đó là của cầu trước của thằng Shibura đó anh. Đây là tụi em đang làm đây. Mà nó lên đẹp dữ à. Dạ. Cái này là nước này nước mạ chứ không phải nước sơn. Dạ không, nước mạ anh. Nước mạ đó. Nhìn như hàng Nhật luôn ha. Dạ. Nhìn như hàng xịn. Dạ cái này tụi em mạ. Ồ cái này mà nói mà của Việt Nam mà có nhiều khi người ta không tin đó chứ. Đây là mời anh ra xa đây là những cái đầu routine đây này, những cái này là tụi em làm đây. Đây. Cái tăng đưa. Dạ tăng đưa, đây là em có những cái sẵn những cái đầu hết đây nè. Cái đuôi kiếm đầu này luôn. Em có khoảng độ chừng vài ngàn cái không sâu rồi có được quá. Đây em mời anh đây. Con này đang chế gì vậy? Cái này cũng là cái xe sới bánh xích nhưng mà người thì thích cái này, người thích cái kia. Người thì có đủ cái tiền thì mua cái mắc tiền. Người thì mua ít, mua rẻ lại rẻ tiền. Dạ. Đây là sên măng tải tụi em làm luôn.
Đây là cái sên băng tải tụi em sản xuất tại đây luôn. À dạ. Yeah. Băng tải này dùng cho băng tải gì? Xe băng tải của máy gặt đập liên hợp đó anh. À dạ, yeah, tụi em làm ở đây hết. Đó. Khuôn mẫu tụi em có khuôn mẫu hết mà. À mấy con mắt xu. Mấy cái vỏ này mình dập nhìn đẹp quá ha. Dạ đây à. Tụi em có khuôn hết anh. À. Cái này là phải khuôn mẫu mới làm được anh. Ồ dập ra nhìn đẹp á. Dạ tụi em có khuôn mẫu mới làm được hết. À cái này mình phải làm hơi nhiệt hả? Không anh, em ép ép sống à. Dạ dạ. Ồ độc á. Đây là thí dụ như em có những cái mắt trâu đây. À cái đuôi kiếm. À có đuôi kiếm anh cần, thế là tụi em ép vô thôi. À em lưa lên máy em ép à, vô. Ép mắt trâu vô thôi. Dạ. À bây giờ mình cắt ra mình gắn cái này qua. Dạ dạ dạ. À thì ai có nhu cầu gì thì mình xử lý cái đó hết. À dạ. Đây là còn cái đây là ống của rulo, cái máy ở đây tụi em sản xuất ống rulo cuộn rơm luôn. Đâu? Đây đây, ống rulo cuộn rơm đó anh. À đây à, đây anh thấy không, cái ống nè, những cái táo kiếm nè em để sẵn đây hết. À, à đầy đủ để gì ai có nhu cầu gì. Dạ thì mưa nó tạt thôi. Ừ. Ai có nhu cầu gì á là tụi em xử lý liền luôn. À không cần phải gì, tụi em làm rất lẹ. À còn cái này tụi em làm ống rulo có sẵn hết rồi mà. Dạ thì thứ anh cần cái là tụi em ép vô, cần là tụi em ép vô. À anh thấy cái ống rulo nè, hai ly rulo cuộn hai ly rưỡi, hai ly rưỡi anh. À độ dày, anh thấy cái độ dày hai ly rưỡi. À đây là độ dày rulo hai ly rưỡi, rulo cuộn rơm. Dạ rulo cuộn rơm ở đây em sản xuất mà. Ủa còn cái này gì hay ta? Cái này là cái vít tải anh, tụi em cũng sản xuất luôn. À nhớ rồi nhớ rồi. Cái dạ. Vít tải để đẩy cái lúa. Lúa. Dạ đúng rồi, công ty em sản xuất cái lúa cái này luôn. À. Đó. Còn phụ tùng thay thế này tụi em làm. À. Cái này là cái rulo để mà làm cái sên băng tải. À sên băng tải. Dạ. Còn đầu táo kiếm này là tụi em đầy đủ hết. Ừ. Dạ. Mấy cái này có đầy đủ hết ha. Dạ. Bắt vô đây thôi. Thí dụ như anh cần nhu cầu như thế nào, anh cần táo bao nhiêu hoặc là cái cây dày bao nhiêu này nọ thì tụi em sẽ xử lý hết. Thí dụ như đây ép mắt trâu vô, tụi em chỉ anh chỉ cần anh nói em thôi là em xử lý liền. À đây bôi vô đây. À đặt đây, thí dụ anh nói cần vậy thôi thì em hơ lửa em dập tắt anh. À hay ha. Thì ở đây thì tụi em có những cái công nghệ mà gần như là cũng ít người biết. À dạ. Ít người biết tới. Rồi cảm ơn em ha. Dạ dạ rồi rồi. Nếu rồi mà bạn nào có nhu cầu mà mua sỉ lẻ hoặc này cái khác nọ, tất cả các phụ tùng thì cứ liên hệ với ông chủ qua số điện thoại mấy quên rồi ta. 0855 126 168. Rồi. Ở đây là cái thước cắt của 70 nè. À cái thanh cắt lúa đó anh. À à. Anh cắt lúa 70, 60, à rồi 95, văn ma gì tụi em làm hết mà. Cái khuôn này đâu rồi mấy đứa, cái khuôn dập cái này đâu rồi. Cái khuôn này khủng khiếp lắm anh, cái khuôn này to lắm. À vậy hả, thôi khỏi đi em. Dạ dạ. Khỏi đi em ơi, khỏi đi. Cái khuôn ép này đâu rồi ta. Anh xem cái khuôn ép cái này là bự lắm anh. À công nhận dập ra đẹp thật. Dạ. À đây là những cái, đây là cái khuôn mà dập ra đây. À cái khuôn dập cái nắp đó. Còn à cái này cái lam ủi của cái xe sới đó anh. À lam ủi của xe máy sới á. Dạ. Ở đây mình bán luôn vàng ủi á. Dạ đúng rồi, kèm theo luôn mà. À đây hồi xưa là đây tụi là mình sản xuất vàng ủi vô luôn chứ. Đây là anh thấy hồi xưa là tụi em làm theo kiểu này, trục băm á, trục băm theo kiểu này. À nhưng mà người ta nói vì thiếu cái mà nắp để nó văng ra. Dạ thì bây giờ mình phải đổi theo hướng kia chế theo đời mới. Dạ. À ở đây là những cái khuôn, cái này khuôn là do công ty sản xuất hết. À đó chà, phải nói là một công ty thật là hoành tráng ha, cơ khí hoành tráng. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ dạ. Rồi mến chào bạn, hôm nay mình có mặt tại công ty Ngọc Phượng,
tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì ở đây thì ông chủ nói mình là chuyên sản xuất những cái phụ tùng cho máy cày. Thí dụ như thôi, sở ông chủ đây xin chào nhá. Ở bên mình là mình sản xuất những cái phụ tùng gì là chính em ơi? Ở đây thì chủ yếu là phụ tùng sản xuất cho những cái phụ tùng máy cày mà gần như là nó ở thị trường mà nó hiếm anh. Thì bây giờ công ty sẽ làm những cái sản phẩm đó. Những cái hàng nào nó hiếm là cái gì nó hiếm? Không phải là nó thực ra là cũng có đồ mà nghĩa địa thay thế, nhưng mà với nếu mà mua đồ nghĩa địa thay thế thì nó quá mắc đi. Thì nhiều người cũng có nhiều cái sự chọn lựa, người có nhiều tiền thì người ta mua cái đồ tháo ra tháo máy. Còn không có nhiều tiền thì người ta mua cái đồ Việt Nam người ta sản xuất, nhưng mà cũng phải bảo đảm tương ứng với cái chất lượng để người ta có thể xài được. Như vậy là những cái hàng này là mình ở đây là mình tự sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ mới à? Đúng rồi anh. Công nghệ hiện đại. Những cái sắt thép đồ này nọ là mình chọn lọc, mình nhập phôi từ nước ngoài về. Dạ đúng rồi anh, tất cả thép này nó phải có một cái tiêu chuẩn của cái vật liệu mới làm được anh. Chứ không phải là thép bình thường, thép đặc biệt để mà làm bánh răng hoặc là trục, mỗi loại nó có một cái thông số khác nhau. Theo như em làm ở đây thì được bao nhiêu năm rồi? Cái làm ngành này thì tương đối là em làm cũng cỡ 8 năm rồi. Nhưng mà em mới xuất hiện ở thị trường này là khoảng độ 2 năm, hơn 2 năm thôi. Vậy hả? Những cái hàng này em thường em làm, em bán đi nước ngoài là chính thôi. Hồi xưa là mình làm ở Sài Gòn hả? Dạ em làm ở Sài Gòn. Thường em làm em bán thị trường Campuchia này nọ là nhiều. Ít bán ở Việt Nam, mà hiện tại vẫn đang làm cái chuyện đó. Là vẫn bán. Như vậy thì cái này hàng này là mình bỏ mối chứ hả? Ở đây là phục vụ cho nhiều cái khách hàng anh. Thứ nhất, nếu mà ai có nhu cầu mua mối thì mình vẫn bán, thì có một cái giá ưu đãi. Còn khách lẻ nông dân mua thì mình cũng bán rất là hợp lý cho nông dân. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn liên hệ thì người ta gọi cho em hả? Dạ đúng rồi, cái số là 0855 126 168 anh. 0855 126 168, công ty Ngọc Phượng. Dạ đúng rồi. Em giới thiệu một số sản phẩm của em đi. Thí dụ như đây anh, những cái sản phẩm mà hàng gần như cũng là chủ lực của bên công ty. Là như Isaki thì tụi em có là Isaki 2001 cùi dĩa cầu trước. 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 3002, 3007, 4005. Cùi dĩa. Dạ, cùi dĩa cầu trước, cùi dĩa cầu sau luôn. Rồi bánh răng V-Sai cầu trước. Đơn cử như thí dụ những cái hàng mà tương đối là hàng Isaki mà nó lớn mà nó hiếm. Thì như đây. Là hàng như cái là cái này là cái gì ạ? Cùi dĩa cầu trước đó anh, cái V-Sai cầu trước á. Làm nhìn về cái bên ngoài thì mình thấy quá đẹp rồi đó. Dạ thì ở đây tụi em cũng làm tương đối anh, cũng khách hàng cũng là em bán, khách hàng cũng không coi như là mình làm phản hồi nhiều. Có nghĩa là cái tiêu chuẩn của nó là có nghĩa là giống mẫu anh, giống mẫu. Hệt luôn hả? Dạ y chang luôn. Rồi đúc vô là y luôn. Dạ. Anh cũng không ngờ là Việt Nam mình là có một cái công ty mà sản xuất công nghệ nhiều như đây vậy. Đây có những cái mặt hàng này là rất là đặc thù mà nó quá mắc đi. Cho nên là công ty làm những cái sản phẩm này ra để cho mà bán giá nó tương đối là hợp lý. Thí dụ như những cái mặt trăng nè, cái trục mặt trăng nè. Cái trục mà nó có mặt trăng này. Dạ một để trăng này. Vô số Dạ đúng rồi, nếu mà anh mua một bộ mà nghĩa địa đó tính là vài chục triệu. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà ở đây thí dụ mình bán thì khoảng đơn giản một cái trục này nó dao động mà cao nhất là khoảng tầm 2 triệu một cây này. Nhưng mà mình đi mua hàng. Ôi rồi nếu mà đi mua hàng nghĩa địa thì bây giờ phải mười mấy triệu một cây. Mà mua không có. Dạ, không phải mua cũng có nhưng mà nó quá mắc đi. Cái này là của Isaki. Nó là Isaki là 7020 rồi 8020 anh. Ví dụ như bây giờ thí dụ giờ một cái đời xe đó mà bây giờ thí dụ như giờ anh tới công ty của em hoặc là anh liên hệ với em anh mua mà nó không có, anh có thể đặt hàng. Ôi trời ơi, cái đó là tụi em cũng làm hết cho anh, hoan nghênh mà. Làm hết có nghĩa là thí dụ giờ không có là thí dụ cái đó bây giờ anh đi mua khắp thị trường không có rồi đó. Bây giờ anh nói thôi bây giờ anh đặt bên em làm em có em sẵn sàng làm liền anh. Ủa đây cái gì giống bố thắng vậy? Cái này là cái vành trò, cái V-Sai cầu trước á, V-Sai cầu V-Sai chạy đó anh. Cái vành răng V-Sai sai chạy của thằng Giang Ma. Giang Ma FX nè, rồi US nè. Cái cầu dầu á hả? Dạ đúng rồi. Trong bộ cầu dầu. Em ở đây thì tất cả cái dòng là Giang Ma US FX nè,
rồi về 494 514 351 357 này nọ. Như vậy là cái phụ tùng hộp số đây là mình rất là nhiều. Đúng rồi, đúng anh, chủ em là chủ lực. Ví dụ đơn cử là em làm là đây là cái một cái này là Isaki số sới thế, hầu như của sới TA 351 TA là 2 năm là tùm lum hết. Rất là nhiều. Bây giờ nói thiệt anh là muốn là phải mở bằng máy ra để mà nhớ. Ồ, như vậy là giá cái này giống cái đuôi chuột của em hả? Dạ đuôi chuột anh, cái này đuôi chuột anh. Mấy đuôi chuột này mà nó bình thường thị trường nó vẫn hư à? Ôi trời, hư nhiều lắm anh ơi. Hư rất nhiều anh. Thí dụ như đây là những cái đồ mà Shibura chẳng hạn. Shibura cầu trước của thí dụ như Shibura X45V52X46 này nọ là đây tụi em có đầy đủ. Cái những cái thông số này là nó là mình lấy từ thông số từ hãng ra. Đúng rồi anh, thông số từ hãng và thiết kế của hãng luôn. Không anh, thông số thế này nè. Tụi em á là người ta đưa đến thì tụi em đưa lên cái máy tụi em scan. Có một cái máy máy quét. Scan á. Em bắt đầu dựng hình lại. Rồi trên cơ sở đó mới lấy lại thông số ban đầu của cái máy. Của thông số của chuẩn của bánh răng. Rồi tụi em bắt đầu mới lập trình cho chạy. Hình như anh nhớ không lầm là ở những cái bánh răng này nè. Dạ. Nó đều theo một cái thông số là có, đúng quy chuẩn quốc tế. Đúng anh. Độ nghiêng nhiêu là có anh, nó sẽ có độ và được bên công ty em là anh thấy nó là tụi em có mài răng. Để nó tạo anh thấy cái mài răng. Cái sản phẩm nó quá đẹp ha. Dạ. Tuyệt vời ha. Đây là cái bánh răng cầu trước của thằng Shibura X45. Nếu mà cái bánh răng này mà trên thị trường mà của Nhật thì nó khoảng ui rồi, mua không nổi đâu. Tụi em bán ở đây là 800 nghìn một cái đến 1 triệu. Còn nếu mình mua là mua không nổi. Dạ mua, nếu mà hàng nghĩa địa thì chắc em nghĩ là hơi mắc. Còn cái này là em bán với cái giá mình làm. Cái này là chạy vô đây em. Dạ đúng rồi, dĩa ra đây. Rồi cái này đây. 4 cái hả? Hay 1 cái? Có 1 cái thôi anh, nó đi em đi là đây. Nó nguyên nó đi thành bộ mà. Dạ. Mình bán đi nguyên bộ luôn. Dạ, thì nó em bán thành bộ, thí dụ như ai mua gì bán lấy chứ không phải nhất thiết là thí dụ hư cái nào thì mình bán cái đó. Có nghĩa là mình bán cả sỉ mà cả lẻ luôn. Dạ, thí dụ như bây giờ nông dân hư cái này thì mình không thể ép người ta phải mua hết cái này. Đúng rồi. Thí dụ người ta hư cái cốt thì mình bán cái cốt, người ta hư cái nào thì mình bán cho người ta phục vụ. Đồ đầy đủ ha, đây là dân ma nè. Dạ. Cái này gì của dân ma? Cái hộp số của dân ma 494 anh. Hộp số. Dạ. Rồi cái này có hàng của Shibura là mình trưng nguyên một cái riêng của đây Shibura. Hai dãy anh, Shibura là em hai dãy. Đây. Shibura mình cũng đồ cũng chủ lực vậy. Shibura là em là Shibura V V rồi X rồi. D23, D26, D28. Những cái đời mới này chứ còn những đời cổ nó phụ tùng cũ nhiều hả? Dạ không, em ít đồ SD lắm. Dạ em, nhưng mà nói chung là nếu mà không có thì tụi em sẽ làm. Còn tất cả thí dụ như mấy cái bánh răng mà hiện tại nếu như những bộ cốc cầu á, những cái bộ cốc cầu của V52 á là em nói mua không nổi. Những cái đời mới á, đời sau á là mua không nổi. Cho nên là tụi em ở đây làm giá cực kỳ hợp lý. Đây. Thí dụ như em nói là cái này là cùi dĩa của thằng cầu trước. Shibura 2006, 2006, 10, 2006. Nói chung là úi giời nhiều lắm. Rồi bên này thì tụi em là bắt đầu là phân ra đồ cua. Bên này là đồ Kubota. Kubota bên này. Dạ, Kubota là 4508, 5018, 4708. Là những cái này cái hệ nó đời mới ha. Dạ hệ là hệ đời cái mới. Cái chữ của nó đầu là chữ gì? Hệ xe của đời mới năm 2 là từ thí dụ 4... LD hay không là... không. Em là xe của cua hãng anh. 4508. Của mấy cái hãng của ta mới qua bây giờ. Dạ đúng rồi. Cái hãng đó giờ mà nó cũng hư phụ tùng rồi. Úi rồi hư nhiều luôn anh. Thí dụ như đây là những Thái Lan cái đồ đó. Dạ. Những cái đồ cầu trước của thằng chậm lẹ của 3202, 2602 rồi 3001. Đây là những cái đồ mà cùi nó hay hư, những cái phụ tùng tụi em làm là gần như là những phụ tùng hay hư. Chứ không phải cái gì tụi em cũng làm hết. Dạ. Có nghĩa là mình thấy nhu cầu thị trường có gì là cần cái gì mình làm. Dạ, thực ra là cũng nhờ bà con nông dân đưa mẫu chứ mình thực ra mình cũng không có mẫu được anh. Dạ. Còn đây là bên này là đồ của cái vàng vàng sới. Vàng sới Niplo Kobashi đồ anh. Mấy cái vàng mà bánh xếp số bánh răng á anh. Thí dụ như 4 cái bánh răng á, xếp số nè, Kobashi rồi Niplo là tụi em đều có hết.
cái vàng số sới hả? Dạ số sới đó anh. Cái vàng mà của cái vàng sới hả? Dạ đúng rồi, vàng sới sọ đó, nhông đó, nó xếp đó thì bây giờ nó bể thì gần như không có. Thì tụi em đã xử lý tất cả cái này cho bà con. Giá cũng cực kỳ hợp lý. Dạ. Đây là những cái bộ mà cùi dĩa của vàng phát cỏ. Đây cái bộ cùi dĩa của vàng phát cỏ. Phát cỏ gì không? Phát cỏ mà trục băm đó anh. Phát cỏ trục băm á hả? Dạ đó. Ồ, tụi em công ty em làm. Ôi hàng công ty làm chất lượng quá ha. Dạ. Ồ. Quá chất lượng ha. Đấy. Cái vàng này á là vàng ngang. Cái vàng này là vàng ngang, còn vàng này vàng đứng anh, cái vàng từ trên xuống á là cùi dĩa đây. Đây đây. Đây. Đây đây. Vàng ở trên xuống anh. Còn cái vàng kia là vàng nằm. Vàng kia, cái kia là của cắt cỏ trục băm hả? Dạ, đúng rồi. Còn cái này là của cái này cắt cỏ dao. Nghe, vàng. Dạ. Cắt cỏ dao. Còn ở đây là đồ của những cái đồ mà 7950 nè anh. Cua ta đó anh, mà là đời M đó anh. Thí dụ cua ta M 4000. 5000, 6000, 7000. Mấy đời M đó. Ra đây. Còn thí dụ như ở đây là của tụi em là 7950. Bánh răng cùi về, bánh răng V-size nè. 7950 nó có hai đời anh, đời 30 then và đời 34 tụi em đều có hết. Như đấy. Vậy là rồi cái mà cái phần mà phần thí dụ như ở bên cái vàng mà của cắt cỏ đó. Dạ. Ví dụ như bây giờ người ta mua mà thí dụ em có cung cấp luôn cái hộp sọ rồi của nó. Bây giờ thật ra trên cái hiện tại từ đó tới giờ là em không cung cấp. Nhưng mà hôm nay cũng có anh rồi, em cũng thông báo luôn, nếu mà Việt Nam mình có nhu cầu thì em cũng sẽ cung cấp luôn. Vậy hả? Dạ. Nếu cần thì cứ điện thoại với em. Dạ dạ. Qua số mấy quên rồi ta? 0855 126 168. Còn bên này của tụi em á là chuyên về cái tất cả cái dàn sới, bánh răng của dàn sới Niplo Kobashi. Đây là từ 1,5 m đến 1,7 m đến 2,8 m luôn. Đây tất cả các dàn Niplo, cái dàn đó là dàn đó nói chung ở xếp đây số hết. Dàn sới xếp số đó anh. Ví dụ như cùi dĩa mà hư thì tụi em thì đã có đây. Rất là nhiều loại chủng loại. Em có khoảng độ gần 20 mấy loại. Một cái dàn số đó mà nó mới nó mắc anh. Một cái dàn sới số mà xếp số giờ chắc cũng tầm 30 mấy triệu anh. Mà bây giờ mua một cái, nếu mà anh mua một cái bộ cùi dĩa chắc cũng cỡ tầm 10 triệu. Thì tụi em ở đây nói thẳng anh luôn, một bộ tụi em bán từ nó dao động từ cao nhất là 4 triệu đến 4 triệu rưỡi là hết. Đó thì cũng thông báo anh vậy. Một nửa. Nhưng mà chất lượng thì vẫn ok. Tụi em bán trên cơ sở tinh thần là tụi em bán em bảo hành trong vòng 1 tháng để cho khách hàng, nếu mà hư là hư liền. Trong vòng 1 tháng. Đây là những cái hàng mà mình làm ra đó. Dạ đúng rồi. Bên này là tất cả những cái hàng mà sản xuất của tụi em. Đồ máy gặt đập liên hợp DC70. Dạ. Có đồ gặt đập liên hợp luôn. DC70, 60 rồi 93, 105. Đây là những cái phụ tùng thay thế như cái vỏ hộp số rồi tụi em nó sản xuất tại đây. Hộp số gì em? Hộp số DC70 bằng gan. Là mình sản xuất luôn. Dạ em sản xuất đây luôn. Công nhận hôm nay khi mà anh tới cái xưởng của em á thì anh mới thấy công nghệ mà sản xuất của Việt Nam bây giờ nó cũng đâu có thua gì nước ngoài đâu ha. Dạ dạ đúng rồi. Anh thấy được một cái trình độ này. Hàng chi ông Vượng ông chế được chiếc xe VinFast là đúng rồi. Dạ. Cái đây là những cái trục đùi của cái máy của hộp số như DC70, 93, 105. Của máy rồi, gạt đập liên hợp á. Dạ, phụ tùng của máy, đây là tất cả những cái phụ tùng của máy Yanma. Yanma IH dạ. Bích trục giải cắt Yanma. Rồi cắt là cắt có cắt. Dạ dạ dạ. Rồi sên băng tải của Yanma, sên băng tải, rồi tất cả những cái gì phù để mà phục vụ cho bu ly. Bu ly đâu cũng có luôn. Dạ. Là mình đây mình đúc luôn. Dạ không có anh, Hàn Quốc nó đúc cho mình. Hàn Quốc. Công ty của Hàn Quốc nó đúc. Dạ. Mình đặt hàng của Hàn Quốc, nó đúc về mình gia công. Chính xác. Dạ dạ, máy mình, nghe mình thôi. Nó là mình gia công phần chi tiết lại. Dạ dạ đúng rồi anh. Còn nó nó đúc phần thô thôi. Dạ dạ. Tất cả ví dụ như anh thấy ở đây là những sao cái em không đặt Trung Quốc đúc. Ô anh, Trung Quốc thứ nhất á bây giờ tiền nào của nấy thôi. Nếu mà anh đặt Trung Quốc, nếu mà anh đặt đồ tốt thì anh sẽ chịu không nổi. Mà anh đặt đồ mà thường
thì về đây không thể cạnh tranh với hàng Việt. À, nó có nhiều cái vấn đề như vậy. Hàng Việt lại chất lượng hơn. Dạ đúng rồi. Những cái hàng này hàng riêng phải không em? Dạ không, hàng ở Việt Nam mình đốt hết. Đốt mà đẹp dữ vậy hả? Dạ trời ơi anh ơi, bây giờ anh những phải... cái này là xài gì em? Cái này là đồ của bánh văn ma, văn ma. Bánh xích. Dạ, bánh xích. Còn thanh trượt này của thằng 105. À còn mấy này? Cái này là vỏ sọ khoan. Anh thấy không? Khoan khoan gì? Khoan lúa chắc luôn anh. À khoan gì? Cái khoan lúa chắc là sao ta? Cái nó lấy lúa từ dưới nó đưa lên bồn. Biết rồi. Anh thấy không? À. Anh thấy nó độ nè. À. Nó đúc không gì thua của Nhật hết. À, đúng rồi. Đúng. Cái quan trọng là cái độ tinh xảo. Với cái này lên màu nữa thôi ha. Dạ. Nhìn như rin luôn. Hợp kim mà nó đúc. Còn cái gì? Láp hả? Dạ cái trục và trục núi là giải cắt. À. Đây những cái sọ nè, những cái sọ này tụi em làm hết. À. Ở Việt Nam em nói thiệt anh là không thua gì hàng ngoại anh. À. Ồ, công nghệ của Việt Nam bây giờ mình. Đây là anh thấy không? Những cái này. À, không quá thua gì kiếm. Giờ. Ừ, quá đẹp luôn. Dạ, yeah. Không thua gì hàng ngoại. Màu cái là thôi chứ. Đây thí dụ như tụi em mà làm xong là tụi em xử lý hết. Dạ. Yeah. Ừ. Không thua gì hàng ngoại hết. Ờ, đủ thứ phụ tùng hay mấy cái này gì anh. Thanh trượt của mấy gặt DC70 đó anh. Thanh trượt là nó gắn ở đâu? Nó gắn cái sợi xích cao su của anh. À, ui, ở đây em có bán cả cái. Dạ, cái này là chỗ, cái này là hàng chủ lực của công ty. Cái này là mình bán ở đây thì mình giá. Một cây này em bán là 250.000 đó. Ôi cha, rẻ dữ vậy hả? Rồi anh ơi, mình Việt Nam mình phải bán theo giá theo Việt Nam chứ anh. Thôi, cây treo đó anh bán có 250.000 trong khi cái cây đó nếu mà mua hàng bãi 6 xị rồi. Dạ không, thì mình chỉ bán vậy thôi. Tại vì tụi em ở đây là em có từ 6 triệu, từ 600 đến là 800 ngàn một cây. Còn ở đây là em có đồ của mấy cuộn rơm anh. À. Phụ tùng của mấy cuộn rơm. À. Thì em có thể em ráp lại được một cái ra mấy cuộn rơm luôn. À, là cái phụ tùng không mà mình ráp thành mấy cuộn rơm luôn. Dạ, ở đây là có đầy đủ để anh ráp thành một cái mấy cuộn rơm. Ồ. Dạ. À, phụ tùng mấy có cuộn này rơm. Anh thấy không? Em có tiểu từ chi tiết tiểu tiết. Ừ. Đến những cái lò xo hay những cái tăng đưa này là em đầy đủ hết không chứ. Dạ. Không thiếu cái gì ha. Dạ dạ. Là của cái phụ tùng mấy cuộn rơm. Dạ à. Đây. Mà giá em nói anh là bán rẻ nhất Việt Nam. À. Dạ, em dám khẳng định vậy mà. Bao rẻ. Bao rẻ luôn. Một bịch lò xo này nhiêu cái em? 100 cái lần anh, một cái lò xo có 6.000 đồng 7.000 cái. Dạ. Thôi. 100 cái mà. Dạ. Quá rẻ ha. Dạ. Anh thấy đây là những cái mặt bích nè. À. Cái những cái mặt bích của cái mặt bích mà là mình độ 2 bi á anh. À. Cho có mấy cuộn rơm á giờ nó hư nhiều quá thì đầu mình độ cho nó 2 bi. À. Đây anh thấy không, tụi em làm là em dập nóng ra thành một cái khối vậy rồi bắt đầu em mới gia công. Ồ. Cho nên anh thấy nó rất là tinh xảo. Wow. Đấy. Nhìn giống như đúc ra luôn ha. Dạ thì tụi em dập nóng. À. Hơi lửa em dập nóng ra thành bi dạng bắt đầu em mới gia công. Ồ. Dạ. Quá tuyệt vời. Đây tất cả những cái đồ mà cuộn rơm, đây là đồ cuộn rơm. À. Ở đây là tiêu chí mình làm là sản phẩm cho khách hàng nó bền. À. Dạ. Thì bây giờ nông dân người ta cũng khổ lắm mà. À. Bây giờ mình làm cả cổ bô nữa ta. Ở đây là mình làm mà cái đây là những hàng hồi xưa nó có tồn anh. À, còn những cái đồ em sản xuất là đằng trước. À đằng trước hả? Dạ. À, những cái hàng này hàng tồn lại. Dạ dạ dạ. À. Đây là tất cả những đồ bánh răng. Đây là có những cái bộ mà cùi dĩa gần như Việt Nam là tìm không ra. Ồ. Em nói anh đơn giản thôi. Những cái đồ như hàng mà đời mới bây giờ mua không ra. À. À cái này xài nhông hành John tinh. Anh, John Deere 3630. Xài nhông hành tinh hả? Dạ, nó nguyên một cái bộ nè. À. 3630 mà gần như bây giờ tìm không ra. Tại vì hãng bắt quá chịu không nổi. Cái vỏ của cầu này có không? Có anh. Có luôn hả? Dạ, em có. Em đây là một bộ cùi dĩa này nè. Ừ. Đấy. À. Đây mà gần như bây giờ là đi ra mua hãng mua không nổi. À đó là công ty em sản xuất. À luôn. Đây là có. Dạ. Luôn đấy, có những cái mã hàng mà gần như là nó quá mắc mỏ đối với người dân. À đây có những cái như thế này nè. Xe của 1650 của xe mặt xây á. À mặt xây mà giờ vô mua trong hãng chịu không nổi. À cho nên người ta đưa dân ta đưa cho mình để mình làm ra. Dạ. À rất là giá hợp lý cho nên là em nói anh là em cho nên cái nguồn hàng hóa tụi em tương đối là phong phú. À đủ thứ ha. Dạ. Ừ. Rồi còn gì nữa không em giới thiệu? Đây không? Đây là công ty cũng sản xuất ống cuộn rơm. À ống cuộn rơm hôm nay cũng thông báo luôn cho anh, thí dụ như một ống cuộn rơm tụi em sẽ bán giá là 450.000 một ống. À dạ nguyên một cụm luôn. À 450.000. Còn thí dụ như cái sợ cái này ai hư cái gì bán cái đó. À
cái xác cuộn rơm á anh. Những cái vách hư cái gì thì mình bán cái đó. Cái vách đó thì nè, vách này là vách của Sita, nhưng mà ai thích bán thì mua là bán không. Vậy hả? Dạ. Đủ hết. Ống cuộn rơm cứ 450.000 một ống. Ống. Bán giá tại xưởng. Còn dây cuộn rơm thì bán là 34.000 một ký. Dạ. Rồi cái vàng này đang chế hả? Dạ, vàng này đắp bờ. Đắp bờ đang chế hả? Dạ, chế xong rồi. Cũng đi thử nghiệm xong rồi, nhưng mà nói thiệt với anh thế này nè. Nó quá bận đi. Chưa có thời gian để mình làm hàng loạt ra. Tại vì có những cái mã hàng mình làm liền. Đó thì giống như anh nói, cái vàng này cũng vàng đắp bờ mà của hàng người ta gửi từ bên Trung Quốc qua đây cho mình. Chứ vậy. Để vừa rồi em cũng làm một số cái này để cho người ta xuất. Người ta mua của Trung Quốc ta gửi cho mình. Ta mua của Trung Quốc ta gửi cho mình. Dạ rồi để mình sản xuất ra. Mình làm cái này chứ mà mình với tiêu chí là mình không được bán ở Việt Nam, khổ vậy. Vậy hả? Là bán ra Trung Quốc. Dạ. Còn cái này bánh đè thì bánh ở đây đè. Mình làm cho mấy sới bánh xích. Anh qua đây anh. Anh giờ qua bên kia mà cái vàng mấy sới bánh xích đó. Dạ. Rồi, video dài quá anh phải cắt đi em ơi. Dạ. Ở bên xưởng bên đó mình có quay được cái video không? Được, được anh. Còn cái này, này là máy họ gửi vô làm mẫu hả? Dạ, dạ. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia, bên xưởng bên kia là làm gì em? Sản xuất vàng sới anh. Rồi. Vàng sới, máy sới bánh xích. Để anh quay riêng chứ đâu quay chung với phụ tùng được. Dạ. Rồi, ok.